quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, Thanh Thanh Huyền rất yêu những phong tục truyền thống của Việt Nam chúng ta trong ngày Tết, và đối với những ngày Tết thì các nghệ sĩ họ ăn Tết có gì khác chúng ta hay không? Xin mời quý vị khán giả cùng trò chuyện với nghệ sĩ Thanh Thủy để nghe cô ấy chia sẻ về ngày Tết của mình. Kính chào tất cả quý vị khán giả trong chương trình Son Môi Đỏ và xin chào MC Thanh Huyền. Hôm nay là ngày đầu năm mới, Thanh Huyền rất là vui khi được gặp cô. Thanh Huyền cũng tò mò là đối với lại một nghệ sĩ như là cô Thanh Thủy thì ở trong ngày Tết thì cô sẽ theo những cái phong tục truyền thống nào của Việt Nam mình ạ? Vẫn theo chứ. Mình là diễn viên hay là mình nghệ sĩ thì ha, thì mình trên sân khấu thôi. Còn bước xuống sân khấu là mình bình thường như mọi người. Rồi cũng ở nhà cũng phải làm việc gấp đôi chứ, tại vì vừa phải làm việc, mình vẫn phải diễn Tết á, thì mình vẫn phải đi tập luôn mà, cho đến cái ngày đương táo giờ trường ngày 23 mình vẫn còn làm. Tức là sân khấu dứt duyệt tuồng duyệt vở ra vào ngày 25, có nhiều khi bậc diễn viên kẹt quá tới ngày 28 luôn á. Rồi nhưng mà đồng thời mình vẫn phải ở nhà để mình chuẩn bị cho những ngày Tết, thứ nhất là nhà cửa rồi kia nọ, và thứ hai nữa là đồ ăn cho ngày Tết. Dạ, ở trong nhà của mình thì cái tục xông đất như thế nào hả cô ạ? Phong tục tập quán là thế này nè, khi mình cúng giao thừa xong rồi, tức là cúng 12 giờ á. Dạ đúng rồi. Rồi bắt đầu rồi mở cửa, rồi mình không biết ai xông đất gì đó, mình cũng không chọn. Nhưng mà vì là cái phong tục tập quán của gia đình mình là cúng giao thừa xong là mình lại mở cửa, mình đi chùa. Bây giờ nhà mà có đổi ở cái vị trí nào thì cũng giờ đó, thì cũng cái hướng chùa mà mình chọn là mình đi thôi, cũng không có coi. Tức là mình chỉ có tiện cái chùa nào đến để mình thắp nhang, cho đến nhiều khi đến một giờ mấy, gần 2 giờ sáng mới về. Dạ, là cô là người xông đất cho gia đình luôn. Có gì mình đi rồi mình về là mình đó. Con thấy có nhiều gia đình họ rất là kỹ trong đúng việc rồi. Xông đất nha cô. Rồi phải xem thật là có hợp mạng không, đúng rồi. Hợp tuổi đúng rồi. Hay không. Vì như thế này nè, làm sao nó thích hợp và nó tiện cho mỗi một sinh hoạt gia đình. Dạ. Thí dụ như mình nè, hay là nghề mình, hay là đài truyền hình cũng vậy, các xướng công viên cũng vậy, nhiều khi đêm 30 Tết mình phải đi làm, xong rồi mình vẫn là cái người về để mà cùng chung vui ngày Tết với gia đình, rồi các bác sĩ trực, rồi thí dụ như hay là công an, đúng không? Tức là mình nói rằng là cái phong tục tập quán mình vẫn giữ, nhưng nó sẽ phù hợp và nó sẽ biến chuyển như thế nào đó, để mà nó cùng chung với một cái sinh hoạt của gia đình. Dạ đúng là dịp Tết thì ai cũng mong muốn những cái điều tốt đẹp đúng cho rồi. Gia đình và bản thân của mình. Cho nên Thanh Huyền nghĩ là cái việc chọn một cái người xông đất thì cũng giống như là một cái người mình thích. Tết mà mình được gặp người mình thích thì mình cũng vui hơn chút. Và màu áo. Dạ, màu áo nữa cô. Thật ra đó, mình cử cho mình, nhưng mà mình cử cho mọi người nữa. Bởi vì nhiều khi mình không kiên cử, nhưng mà đến một cái gia đình nào đó, thường là có những người lớn tuổi là họ rất là kỹ. À mình kỹ cho người ta. Dạ đúng rồi. Cho nên mình tránh mặc những cái màu mà nó không có vui. Hoặc là nếu như gia đình mình có một cái vấn đề gì đó trong năm, ví dụ vậy đó, thì mình lại không đến. Mình sẽ đến sau đó chứ mình không đến. Thậm chí là ra Tết mình mới tới. Chứ đừng nói chi là chọn cái người để mà đến là xông đất hay là đập đất nhà mình. Thanh Huyền rất là tò mò về những phong tục của ngày Tết, bởi vì Thanh Huyền là một người trẻ, và như cái tụi con trẻ thì tụi con cũng không có hiểu rõ là ông bà ngày xưa họ quan niệm hay là họ như thế nào, thì Thanh Huyền cũng rất là muốn được tìm hiểu về cái Tết ngày xưa của ông bà, hay là thời mà thơ ấu của cô thì có khác với bây giờ nhiều không cô? Nếu như mà ở dưới quê đó, mà ở cái vùng mà càng quê thì càng hay, tại vì á, cô hồi đó là ở một cái vùng cũng ngoại ô, thì mình mặc đồ đẹp nè, rồi mình được được lì xì nè, đó, rồi ngày xưa thì có đốt pháo, pháo dây, hay là hồi còn nhỏ xíu á, là chơi cái pháo mà đốt xong cái lon sữa bò đó, cái đẩy nó lại, có nổ cứ đùng một cái lon sữa bò nó văng lên, nhiều khi là coi như bể ngói luôn á. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Vậy mà thích chơi, rất thích chơi, xong rồi pháo đập, nguyên dây nè, cái lấy cục đá đập cái bóp của nó cái bùng vậy đó. Nếu mà nhà nào mà đốt một cái dây pháo nó không có cái nào nó lép á, là rất vui, xong vô ta vui lắm. Còn pháo mà pháo lép là xui là sợ hãi ghê lắm. Đó, nó có những cái phong tục tập quán mà cái gì cũng đưa vào quy định nó. Quy định không quét nhà là hên hay là xui, không có được quét đi ra. Người ta quét đi ra tức là của cải tiền bạc trong năm đó đi ra ngoài hết, mà phải tới mùng 3 mới được quét vô. Nấu đồ ăn cũng vậy, không có được để khét. Khét là bị chửi chết luôn, bị la chết luôn. Tức là má hay là bà rồi đó, là họ rất là quan trọng cái màu nó phải đẹp.
Thịt nó phải ngon. Rủi mà mình làm cái gì khác một cái, trời ơi tao nói bỏ chạy luôn á. Rồi dưa hấu cũng vậy, cắt cái trái dưa hấu ra mà nó trắng nhách là coi như rất buồn. Dưa hấu phải đỏ. Mình đó là tự mình quy định với nhau, nhưng thật ra đó là những cái phong tục tập quán mà mình nói rằng là Việt Nam mình còn giữ cho đến mãi cho đến bây giờ, đúng không? Bây giờ thì cũng vậy. Tết nhất thì mình cũng vậy, mình cũng giữ cho nhau và chúc Tết nhau những điều rất là tốt đẹp. Thật ra thì bây giờ mình cũng đã thích nghi rồi, mình cũng giảm tải bớt những cái điều mà mình cho rằng nó không có được khoa học, nó không khoa học đi, mình nói như vậy đi, cũng phiên phiến bớt đi, nhưng thấy rằng hiện nay vẫn 60-70% là còn kiên cử, nhất là những cái người mà mình nói rằng là tuổi muốn ông bà già đó cố rồi ngoại rồi đó là vẫn còn như vậy. Có nghĩ cô Thủy là một nghệ sĩ rồi đi diễn gặp chị em bạn bè đồng nghiệp thì chắc câu chúc nó cũng sẽ đặc sắc hơn là người bình thường đúng không cô? Thường thì chúc chọc ghẹo nhau, giỡn cho phá nhau chứ, tức là mình thì không có khách sáo, nói chung là quỷ quái. Quen với nhau đó rồi chọc ghẹo nhau là chính. Cái gì mà cái tật xấu của mình á thì cái ngày Tết nó lại đưa ra. Nó chúc mình để mình giảm bớt cái đó đi. Nhiều khi giỡn đó là trong năm mà điên quá rồi, trong năm nay bớt điên nha. Đó là ví dụ vậy đó. Chúc bớt mập. Trời ơi chúc vậy tức chết. Đó là vậy đó, thì đó là cái gì mà mình xấu nhất, cái gì mà mình tệ nhất, cái gì mà mình hỏng nhất là coi như đầu năm nó lôi ra. Nó chúc Tết thì nó giảm bớt. Nhưng mà thật ra không giận nhau đâu. Vui lắm không giận nhau đâu. Có cái mình rất là cẩn thận. Khi mình đến chúc Tết nhà của những người là có tuổi, hoặc là những cái nhà mà người ta có một cái nề nếp, một cái truyền thống, một cái văn hóa người ta đó, mấy ông bà già xưa đó là hết sức cẩn thận. Không được quyền nói chơi nói bậy rồi cái nọ rồi mình cho nó vui, nhiều khi ông bà nghiêm túc đúng vậy, cho nên là phải sắp sẵn những cái câu rất đàng hoàng tử tế, chúng ta phạm húy là không được. Rồi con thấy là nhiều khi là chúc các em nhỏ ở trong nhà là cũng share những cái điều dạy ở trong đó nữa đúng không rồi. Tất cả những cái lời chúc của mình nó đều mang cái hướng tích cực. Con thấy mỗi dịp Tết đó là con rất là thích được lì xì nha cô Thủy. Thiệt sự á, nhưng mà tự nhiên đến một cái tuổi nữa tự nhiên không thấy ai lì xì. Thì tới cũng thích mà. Tới tầm tuổi của cô có thích được lì xì nữa không? Thích, vẫn thích lì xì, vẫn thích cái bao lì xì màu đỏ đó. Càng lớn tuổi càng thích tiền. Tại sao là như vậy ạ? Không biết, chắc có lẽ là mình lớn tuổi rồi thì cái thu nhập mình ít lại hay sao đó không biết. Là sao càng lớn càng ít tiền, càng thích tiền. Còn những người mà lớn tuổi đó thì bởi vì họ mang cái tâm lý là thích tiền đầy túi. Tại vì bây yên giờ tâm. Yên tâm, đúng rồi. Xong rồi cho con cháu để lấy hên. Thường á con thấy là mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì người ta hay là ở nhà quây quần bên nhau hoặc là đi thăm ông bà. Thì còn với nghệ sĩ thì như thế nào hả cô? Thì dành thời gian như thế nào? Bạn bè với nhau là gia đình đó. Nhiều khi tới 3 ngày Tết cứ chùm nhum với nhau ở trong đó. Ngoài mình chúc với khán giả thì là mình cũng chúc nhau, thì nói là đòi tiền lì xì đó. Đó rồi ăn uống với nhau rồi tập có cái là chùm nhum với nhau như vậy đó. Cho đến qua mùng thì mới được nghỉ một tuần. 2 tuần gì đó bắt đầu lại đi làm, tức là ra Tết thì mình lại cái lịch bình thường. Con thấy cô nói một câu rất là hay, các anh chị em bạn bè đồng nghiệp chính là gia đình. Là gia đình. Nhiều khi những cái chương trình á mình phải tập tuồng Tết đó, anh Thành Lộc hồi xưa anh hay nói đó, trời ơi tao gặp tụi bay nhiều hơn tao gặp má tao nữa đó. Từ sáng sớm 9 giờ hoặc 10 giờ đã gặp nhau rồi, có nhiều khi tới tối tập tuồng xong rồi 6 giờ mới về xong rồi quá trang, 7 giờ mấy 8 giờ là mình phải chạy lên sân khấu, 7 giờ chạy lên sân khấu nữa rồi, cho tới 11 giờ đêm mới về. Cũng mong là mọi thứ sẽ trở lại bình thường để mà năm nào cô cũng được đón Tết ở sân khấu cùng với lại gia đình nhỏ của mình. Thì Thanh Huyền rất là mong là cô Thủy sẽ có thêm thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ Thanh Huyền nghĩ là cái câu chúc mà ý nghĩa và cần thiết nhất trong năm nay là chúc sức khỏe và an toàn, đúng không cô? Đúng rất là cảm ơn cô Thủy đến đây ngày hôm nay để trò chuyện với Thanh Huyền và quý vị khán giả của Sông Môi Đỏ. Mọi người vẫn rất là chờ mong những vai diễn của cô trong tương lai. Thanh Thủy xin kính chúc tất cả quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và đúng là sức khỏe chúng ta bây giờ là trên hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau, được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.